bè. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết nha, nhà mình bắt đầu đi qua bên nhà mợ mình. Qua nhà cô cậu Vinhome. Lấy miếng cho bà mặn, sợ nước không có ăn rồi còn chanh được không? Thổi đi tới nhà thổi gì ăn. Bản hàng nhà nó đã tập hợp ngoài. Đâu? Vậy đâu? Thì đây hả? Đây, nhà đây nè. Gõ cửa có ai nhà không? Đây là phái đoàn. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Không thấy đâu. Kè cây che hết trơn rồi. Đâu rồi, có ai nhà không? Gọi to lên, mở cửa đi. Có chuông mà. Không chuông nghe thì gọi to lên. Hay là chuông không? Chắc vào chơi là không để ý à. Gọi xíu rồi. Đó, má ngồi lên. Đây có hai cây tùng bự quá nè, cái gì? Hả? Tại đợt trước con vô ấy rồi, kết nối rồi. Trời, có hai cây đu đủ à, bông à. Đó, nó đang đứng nó bấm thang máy kìa. À, có nhóc phải không? Ừ. Không phải. Ê, ướt ấy. Để lấy đưa đi bơi chung. Để ướt hồ bơi bà Năm. Để đưa đi bơi chung với mấy bé kia. Chụp hồi nào mẹ mình chụp nè. Chưa có ai qua hết, sao mình qua anh kia trước hay sao đây? Vậy bển trước đi, hồi chạy về. Xe bỏ đồ xuống đi. Chào cô Lê. Dạ. Chào cô chị. Dạ. Trời ơi, nãy nhìn con nhỏ con tưởng đâu chị Tư trời. Ai biết nó? Ủa gây tới kìa. Cái máy chị chửi đấm đẹp ghê. Ai cho chơi kìa. Nhà cái thứ này nè. Nó chụp hình ở nhà mình đó. Đây mà làm nhìn đi. Đẹp quá à. Tầng 2 nhỏ tới tầng 3 luôn. Không có tầng 3 đâu. Đó, hai phòng rồi đó. Phòng mà 5. Nhà xịn quá. Nhà xịn quá. Này cũng mà hai bà nào chị Mai. Trời rồi. Bà cố cả. Lúc này hai bà đi là lạc cái này. Dát mình vô có đi đâu. Ừ thì ông đi chứ bà đâu có đi đâu. Nó kêu cửa. Làm đẹp ghê. Bé đô. Bà nhà. Nè anh Hoàng gửi cho em nè. Ừ. Anh Hoàng gửi cho mấy nhà bà nội. Mọi người có bắt nhanh. Wow, phòng thờ đẹp quá. Tập trung bên đây, không tập trung bên kia. Cho mọi nhắc mọi người lên phòng thờ thắp nhang. Không có gì chứ. Đứa này đẹp, mình ngồi yên đấy. Cái phòng thờ đẹp quá. Lấp lánh, lấp lánh.
đó em lấy cái hình nó rửa ra đó chị. Ừ, em lấy ba, em lấy ba cây rồi em rửa hình đi. Rửa hình của ba không thờ đẹp quá hả cả nhà. Đó cái tấm em rửa thấy không, thấy nó vừa đẹp phải không? Tinh tinh của anh Hoàng gửi không á. Ừ. Đi đấy rồi. Năm nay nó bán mấy cái đế nhiều ghê. Nó bán mà mình không để ý. Đẹp đi. Thấy nhưng mà không mua. Thấy hôm nay đâu có mua. Mày có thắp nhang kìa. Thắp chung luôn. Thắp chung luôn. Thắp chung luôn. Mọi người thắp. Mày còn có tập chung nào hết đó. Mày lấy đi rồi. Mày cắm đây đi rồi. Mày còn không mua. Cái hình ông nội đẹp ha. Ừ. Tấm hình này để dưới mộ quá chị. Ừ. Này tam thế phẩm không? Mình làm lại trên mặt làm hơn. Ừ, đây ngọn hơn. Mình làm xa ra một tí thôi. Đẹp quá trời. Đó, vậy giống kênh của ông. Đấy, đấy. Đó, đó. Đó. Giờ hôm nay mọi người ở đây thắp nhang nha ông nội. Không có tập trung bên kia. À kêu máy niệm Phật ơi đẹp quá ha. Trang nghiêm rồi có Phật tam thế Phật đây mà nói yên tâm à nhiều người yên tâm. Cái là một mình có cậu con trai út đó đẹp quá trang nghiêm được ngồi xuống với xuống giá về nói chuyện chơi cho vui đây nghe kinh nghe Phật là ấy à, thanh tịnh vui không ngoại vui không quá đẹp ha. Nè, có ai chụp hình không? Đứng chụp hình nè. Đẹp quá. Dạ. 2-3-4 luôn. Chị Hạnh. Chắc ốm bớt hay sao? Ba đi coi để ba coi cái hiện tại này nha. Sao rồi sao? Thủ lĩnh nào không? Chạy xa mình có bơi mà bơi. Bơi đã nằm ở dưới cái lao sao cũng chẳng thấy gì. Nằm bơi mơ mơ đã mới lại có chuyện ngồi đây ra tiếp. Siêu phì siêu phì. Hai ba rồi vui quá làm túi đẹp quá ha. Bây giờ đi xuống thay đồ rồi làm thủ tục nha. Đây đây xuống thay đồ trời ơi cái anh dô này mẹ đứng lớp này không cảm thể coi như nó mẹ đứng lớp đó không nó cũng bạc. Ba nhìn nó nông đâu rồi ba bạc cái rồi bạc nhưng mà nó chưa có bạc thôi bằng bạc nhiều hơn sao mình làm cuối đâu rồi cuối rồi tết với dạ vậy Lan đội chỉnh đẹp quá không lên chụp hình. Sao hai bạn lại xuống đây ngồi rồi? Đang ngồi chơi. Ba mẹ con mặc áo giống nhau luôn, cái này mai mua. Cái này mua á cô? Mua nó may sẵn á. Đi một luôn. Đi đâu khổ bị lạ. Dì Vân lại tiếp tục ăn à? Ủa ngoại về đó hả? Ba đâu ba về? Ba chạy ba đi rồi. Kêu chưa? Ôi cái cây đẹp quá kìa, cây giống như là cái cỏ cái đầu con hạt á. Kêu đem đồ đi khỏi đây, tối nay năm mai đi mua. Đi đâu rồi?
Cái đứng ngoài cửa các bạn gọi can thẳng luôn. Cái chuông mà sáng bấm cũng không có nghe. Nghe đâu. Chuông hả? Đấy pin. Hàng chi sáng bấm chuông hết trời. Đâu? Kêu đang đứng ngoài cửa. Gì vậy? Ơi, Hello. Hello. Cắt dây chuông rồi bấm sao được? Tôi nghe đâu. Đi mình hả? Đi với em Thanh. Kêu nó dắt xe qua bên đây. Đây à, Na đi đứng đây chụp lại sáng đẹp nào con. Nhanh. Đi. Bật đèn đây. Kia. Tiết mục sửa soạn hơi lâu. Còn cái quần đây này, cái quần này rộng quá này trẻ ơi. Tại dục vang mà. Sao không? Bài sao mình lùi vô vậy? Lùi không bài. Đây vô này. Có nhạc luôn. Đây là dàn biểu diễn thời trang. Ủa nhạc ở đâu? À cái nhạc chuông hả? Trời ơi, em rô coi nè. Đó. Coi nè. Ủa, cái này đến giờ mình không biết nè. Mới đổ nè. Không biết ăn, tắt, ăn, để từ trong nhà ra tới ngoài đây luôn. Nè, không. Chứ nhìn, chứ nhìn để biểu ướt người con kìa. Chứ nhìn để biểu phủ, bắt đầu gì mấy hả? Không nhớ. Ừ. Chị. Vô đi. Vô đi nè đi ơi. Đông quá rồi. Này là bị tâm lý. Chuẩn bị diễn cái là khoan đợi xíu. Đó rồi, ngoại rồi, đọc tiếp rồi đó. Thơ tiếp ngoại, đọc thơ tiếp ngoại. Ngoại đọc thơ tiếp thôi, khoan nha, đợi con xíu. Nói ngoại mới đọc bài thơ gì ở đâu? Khoan rồi, đọc lại nè. Đọc thơ đi. Tuổi thìn dòng ở dinh đình, đêm nghe văn vẽ âm mình lên ngoay. Tuổi tỷ dân ở cội cây, nằm anh trong vọng chẳng hay điều đô. Ra con đô. Ngựa đem xì bị mình chức vợ anh này gì gì xa. Tuổi mùi là con dê trà, có sừng có đạp đối với ưu tư. Tuổi thân con chẳng ở rừng, qua đi ở nhà cũng không. Tuổi dậu là cù và lâu, con mò con mò ngựa gây o o. Tuổi tức là con cháu cò nằm sát trong lò hay nằm lò len. Tuổi hợi con heo ăn heo nhà qua nhà lại nằm bên sông. Hay quá. Mạnh khỏe, làm ăn, làm đảm, gia đình hạnh phúc.
cho hai tờ, hai tờ đi bác. Cảm ơn bác. Hôm nay là con kính kính thọ bác. Dạ. Dạ. Rồi đó. Rồi ai vô, ai vô. Ủa chị nghe đồ đi. Rồi, đi, mình nghe đồ đi. Không nhận bây giờ mình đi đến đâu mà mình nói vài câu gì mình được người ta chắc bị đơn nói luôn. Vô, lẻ lên cái băng ngồi chờ. Bà hai vô đi, bà hai nơ với Thanh vô đi, làm đi. Đúng rồi, em cứ tự đi. Có ai đây chứ? Nơ với bà chờ đi. Đứng đi, hả đi. Mẹ vô chúc Tết mẹ, bà ngoại lẹ đi. Thanh đâu rồi? Chị ở đây thì bà mẹ. Lẹ. Kêu bà Đức vô đi. Ủa, bà ngoại chưa qua sao ấy? Tự nhiên này. Còn muốn nơ. Kiếm một cô đi. Mới, bà ngoại. Lơ tị lên lên lên. Đó, thị cao sơn. Nó bao nhiêu là 100 tuổi. Sống cái con cháu được mạnh giỏi, bình an, hạnh phúc. Ờ, cảm ơn cô rồi. Mừng tuổi bà nội rồi. Đâu có mấy nhà. Chắc chú xin mừng. Mừng tuổi à. Ba chắc... ơi. Ơi. Căn còn vui vẻ, mạnh khỏe. Làm ăn chứ đâu mà ăn chứ bà. Dạ. Bà dạ. Con cảm ơn bà. Hoan hô. Rồi. Ba chúc thư vậy. Ừ. Thật lắm. Đây. Thanh với thẻ camera đây. Thanh với thẻ. Rồi đừng cắm chờ chút xíu nha. Má mạnh khỏe, sống lâu vui vẻ, hạnh phúc cùng với các con cháu. Mong cả mọi nhà đều bình an. Mẹ ông ta. Má thì ba nha. Đó. Đây. Đây. Cái gì vậy? Nhà con đây nó đưa đây. Lại quá nhà con má đưa đây. Đây. Má chưa kịp đưa cái là má đưa đây liền. Ném gọn xúc tích. Rồi, lấy cái thôi đưa. Xong. Cái gì vậy? Rồi đưa. Đưa đưa. Rồi đưa đưa trao đi trao lâu hơn 100 tuổi. Đó, chúc bà cố cũng hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi luôn. Rồi mọi hai đứng sát vô chụp hình nè. Đây đây đứng qua đây đứng qua. Đứng rồi nhìn đây nha. Đây đi xì với nhà con nè. Lấy cái đường sẵn nó còn nhiều đường trong ngoài luôn. Nè bà hai nhìn đây cái đi. Bà hai bà cố nhìn đây nè. Nhìn đây nè. Nhìn đây nè. Hôm nay nhà mình. Mọi hai. Đây đây đây. Nè chị ơi trời ơi. Chưa. Ở nhà của. Đấy 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 đấy. Đẹp đấy. Thành ra là khung cảnh nó có thay đổi như vậy đấy cả nhà ơi. Nhìn cái khung cảnh nó làm mình ra là nó đưa thì gì mà có rồi nha. Nhắc như nhớ hồn. Năm nay là làm là món xuân ở bên nhà cậu mẫu rồi nha. Rồi khỏe. Nhà hai đứa cầm đi. Đây. Thanh đứng vô Thanh. Rồi. Bà hai nhìn đây, bà cố nhìn đây. Xong rồi ra làm camera. Rồi. Rồi nè. Đây. Không đường nào nó quay đi nè nó. Rồi bây giờ Thanh giờ quay. Ở nhà điện. Quay. Đây. Ông ơi ông vô rồi. Cái đường của nhà điện đó rồi. Hai đứa vào đây. Cái đường sao tới. Rồi tao đây. Dừng từ dưới dừng lên nào cũng đẹp lắm. Đúng. Bà bên này nè. Mày đừng đi đại chúng tới à? Thấy nhà bển còn mở cửa đi. Nhà bển thấy còn mở cửa đó. Mày đó. Ủa. Đừng tốt. Rồi đứng tiếp chụp hình. Chụp cá chưa? Bên chụp cá thì còn đứng tông tông đứng chút và ủa sao nó thôi vậy bước như Đông Hải và thọ tỷ Nam Sơn sống con cháu đây
mà ly cận cảnh không bị nghe vậy đó. Rồi, chứng mày. Làm bằng chứng trước tất cả đại gia. Vâng, tôi đã. Vâng, đâu vậy? Điện thoại mang đi thì mang cho rõ vậy. Yeah.
hết á. Không phải nhà bà thì không phải nhà bà thì không phải nhà bà thì lúc nào cũng ăn là. Sống trăm tuổi mà phải thật là khỏe mạnh. Đây. À. Cô chú cầm mẫu chú lên, cô chú mời chú chụp hình. Đây là thằng này bác cũng anh nó hơn ba mươi mẫu chụp được. Biết qua. Đấy, cô có rồi nha. Cục như có rồi. Cái mẫu hình như có đó. Nhi vô rồi vô đây. Nhi vô đây. Nhi vô đây. Nhi vô đây. Đang suy nghĩ. Giỏi quá, cảm ơn bà. Hôm nay bằng tuổi nào phải không ta? Bé này bằng tuổi nào không? Hỏi lớn. 2007 luôn hay sao? Đuổi nhiên. Trời ơi, mới nhỏ mà. Mới lớp 8 hả? À. Chú làm ăn phát tài hả? Giống lại quá hả? Cái chú hai bạn này chụp đấm thôi. Con bé chụp vào. Một đi phố. And have a happiness life. Làm đến thằng bé làm ta chưa chuẩn bị. It was a happy new year for all of us. Rồi em tao có chừng luôn á. Nhớ hồi cái anh kia đi Huế á. Nó trên xe nó nói tiếng Anh. Thầy cô lì xì cho con nha. Đi Huế á. Lì xì cho bé nè. Trời ơi, xé tan nát luôn. Bắt đầu nè. Vô. Cuốn nè, mẹ mai lì xì cho cuốn nè cuốn. Đứng lên phát cho một sổ vậy. Đứng lên chúc bà, chúc cô nè, chúc cô. Con chúc cô làm sao? Chúc bà. Bà ơi, chúc bà. Ồ. Bà luôn á. Bà luôn á. Đây mới là cô nè. Cô đây, đây hai em bé. Cảm ơn nhiều. Năm mới sức khỏe cho con. Nha hai bạn.
tiến vào đó, chắc năm sau bà lên cái đầu mình luôn á. Năm sau là mình đứng thấp hơn mấy anh mấy chị này rồi. Vô vô vô. Đưa Thảo lên, lấy điện thoại Thảo đi. Đợi đợi mai chạy vô cái nha. Chờ nó đứng lên nó chào mấy bà con về, nó ủa con chào mấy bà về, con tưởng nó đi về. Con chào mấy bà. Chào bà đi con. Chào bà. Đây nha. Ngồi đây được nhận luôn. Qua chưa được nhận chứ ngồi. Nhà mẹ Yến là năm ha. Năm. Ba. 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 Ủa bốn chứ, em Yến là bốn hả? Đúng. Rồi đây nó cũng bị ấy nắng. Chứ nắng. Ba mẹ con thì trong này nó sáng hơn nè. Ngoài nó bị cái lắm. Pin luôn cái gì? Đây. 2 4 đây, có cả hai nhá, cả bốn tùng. Rồi nhà đi nhà. Trời nó vô đại diện à. Đây đâu có những lần đi về cho nó. Có mẹ nè, mẹ nhà mẹ yếu nè, như vậy là có Thanh luôn nè, 4 đi đó. Cái nào 4. Đây là chồng cái tướng đến quá. Đến xong đưa qua thư ký cho tí là đứng cha coi cho đủ không nữa. Các bạn nghĩ đây nhà mẹ thề đây 2 4 6. Để nhà xe mới đi vô. Nhà thề mới thề là 6 đúng không? Nhà chạy. 6 đúng rồi. Nhà mẹ được có hiểu. Đây. Nhà mẹ được là 7. Ừ. Nhà mẹ được là 7. Nhà mẹ được là 7. Nhà mẹ được là 7.
cảm ơn nhiều. Cả nhà vui vẻ. Năm mới thật là mạnh khỏe, làm ăn tiền vô như nước nha. 24 năm nhà cô Chi Tâm đây. Đi chơi cuối năm chơi. Chị vợ chồng đã đây. Nhi rồi nhi đó là chị vợ đấy rồi. Nhi rồi nhi đó là chị vợ đấy rồi. Rồi cái này của nhà Quỳnh Mai này chưa có đây. Ủa mẹ cũng lấy nữa hả? Mẹ đi hả? Đây nhà chị Điệp. Chị thấy chị Điệp ta làm là chung một cái này ha. Rồi cái này là của bao nhiêu cái em chả biết. Nhà chị thấy mấy người ta? Sáu người hả? 1, 2, 3, 4 đúng rồi. Phần này 2, 5 là 7 thì đúng rồi. Còn dưới 2, 4 có 5 có 5 à. Đây cái của nhà cô Chi. Đây thấy con bé hả? Ủa. Chung nha. Cả nhà có gì luôn. Trời đất ơi. Bà hai đúng rồi. Ghi bà ai là. Cái này là cái gì đâu? Rồi có bài rồi đấy là mình sẽ 2, 3, 4 đây đây Suzy Suna Quỳnh Mai đứng rồi đây của mẹ thẻ nha, là mẹ bà ngoại đưa hết rồi nha, là mẹ bà ngoại không có giữ của ai nha, đưa gì rồi đang suy nghĩ. 1, 2, 3, 4 đây đây cô Chi nha. Rồi rồi đây của bà hai đâu, bà hai đây, bà hai còn nhiều hơn nè. Đây mình chỉ lấy lại 2 cái thôi, còn lại 3 cái thôi, còn đây đưa cho tụi nó hết đấy, không biết dùng ra rồi phần thưởng ở đây đấy ở ngoài. Rồi xong. Rồi xong. Hết nha. Rồi. Xả vai. Còn đây cầm trên tay mà cứ xả vai hết. Ủa ơi, nữa hả? Nữa, còn nữa. Đi đâu mà xin người đi. Chị về chị tìm như cái trạng bóng người đi. Mấy cười cười gì quá mẹ. Có kinh nghiệm đó. Quay người đẹp. Nước nó dội lên đây chứ có gì đâu. Một hai. Mày Thanh chụp cháy máy không hả? Rồi. Một hai. Rồi đẹp quá. Rồi. Khi tự sướng trong nhà các kiểu thì bây giờ cái gánh hát của mình đã ra tới ngoài vườn. Nắng chiếu lung linh này nè. Chị mấy bạn không chụp trước đi, phải chụp trước, chụp đẹp trước đi. Đã con xếp bên quay bên chụp đi. Này chắc cầm mấy này ra để vướng không? Vướng không? Đẩy xuống kìa.
cái hoa trên em bị hẻo. Thơm quá. Sao rồi rồi tí xíu vậy? Hai chín điểm nó rồi tí xíu rồi bị cắt đuôi à? Sao bị cắt vậy? Rồi. Rồi hai người vô đi. Mà sao bị cắt vậy? Có bốn người đi. Thì cái ấy nó vậy đó. Hai áo xanh bên đó, áo đỏ với áo đỏ bên đây. Rồi một. Đó, không bên này thay áo bên này. Thấy này kia. Trời năm nay trên một tháng tắm luôn. Nay trên trên thì chỗ gì đấy phải? Ba chị em may ba mai. Là nào quen quen mà mỗi xe may đấy. Mai may ở trên. Mấy chị em hả? Ừ. Mấy chị em cứ đi taxi lên mày thì. À chị Trang. Ừ rồi có mày cho má rồi nữa đấy. Ờ may cho má áo nữa. Đấy. Con mọi người. Ba chị em may ba cái mà lựa vải của thay luôn. Của chị thay luôn. Đó, đứng này đi. Đứng này đi. Rồi, vậy hai phải rồi, rồi ba mẹ đứng ba người ba ấy ba, đi. Ba ừ đó, đó cứ đứng tự nhiên đi. Rồi. Bà hai hơi thấp quá rồi bà hai đứng xếp lên chút. Đầu tiên á. Rồi bà hai quay người lên trước nghiêng nghiêng về đây nè. Đúng rồi. Rồi. Cháu kia chưa chụp được cái nào hết trơn á. Cháu kia. Ra lá quá trời. Đây. Hay quá mấy cái mai sao chăm được hay quá vậy. Giờ gia đình đã tối xong rồi nha. Gì? Chuẩn bị ngủ hả? Hình là mận vàng đó. Để chơi chơi được không nha. Còn cái hình này tóc bà ngoại còn đen quá nè. Sao vậy? Ghẹo em nữa. Cảm ơn mẹ Thảo vì đã tài trợ chương trình này. Bún ơi à, màn trà sữa. Trà sữa bún khác đó. Ồ, ngồi ngay đây mấy lạnh ra hàng chi nó lạnh hả? Bún ơi. Bún ơi. Bún ơi. Mở ra anh. Quá luôn. Ủa sao cho nhiều mất kìa. Không phải sống bia. Trời ơi gì vậy bà. Đây tao uống trà sữa còn bà này uống bia nè. Bự quá. Có nào xong rồi đó. Này của Thanh. Của mình tính lấy nhiều hơn phải. Đủ hết cái chai luôn nha. Bây giờ con rồi hả? Bây giờ con rồi hả? Ai ăn được anh nha. Con cảm ơn. Nè. Mấy cái con Thảo ơi.